Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch năm 2020. Chào cả nhà. Hôm nay lên núi tiếp tục làm đường lộ trên núi cả nhà. Đoạn đường này nữa làm chắc hao xi măng dữ lắm luôn. Một cái dốc kìa. Dốc có dài xuống tới dưới. Đoạn dốc này có 50 mét quá. Đoạn này nữa hao xi măng dữ lắm luôn nè chú hai. Nguyên cái rỗng luôn. Mà mất làm nấc thang hả chú hai? Này nữa làm mất nấc thang mới được. Chỗ này cũng làm nấc thang luôn nè. Cái đoạn dốc này quá khứ luôn nè. Làm nấc thang luôn. Mấy ông giác rải cát đều hết trơn rồi. Đây làm... dưới lên tới đây luôn nó làm nấc thang. Dạ, nấc thang hết luôn. Nó thang làm hơi chậm chút. Mà mấy cái đoạn này làm hao xi măng dữ dằn luôn. Cái đoạn này quá đứng à. Dốc này đoạn này đứng thiệt luôn. Coi cho anh công thợ, mấy ông thợ làm tới đâu rồi. Bữa nay mướn tới 7-8 người thợ lận cả nhà. Tại vì cát ở dưới xi măng mất giác á, nên muốn đông đông á, giác gì nhau mới nổi. Chứ ít người mới làm không nổi. Rồi, mấy ông làm tới chỗ bãi đá hay vậy? Hello. Hôm nay mấy ông thợ chú Quân. Chú Quân. Dạ. Hôm nay mấy ông? 5 6. 6 người. 6 người hả? Hôm nay so. Hôm nay so vô cát mệt quá, nay nghỉ hả? Dạ. Nghỉ bữa. Rồi đông hoan pa lên. Quay con tức cái. Hôm nay 6 ông thợ. Ngày mai xe chạy ủi xuống tới đây luôn rồi. Tới đây là ông Khanh không dám xuống nữa đâu. Tới đó là mình làm nấc thang rồi, hết chạy được rồi. Kê kê ông Khanh tới rồi. Đó ông Khanh trở lên đây vậy đó. Đi cho ông chở xuống tới đây cho mà khỏi giác cho khỏe một chút. Là mau mau nữa. Bạn mà mạn ba ấy. Chỉ bóng á. Mau chân muốn bị bao. Buồn đi. Bà mau chân thì bạn buồn đó này. À, chân cái buồn. À chân muốn chuyến này làm cái đường đi lớn lớn nhìn nó đi im mà nè chú hai. Bởi vậy mấy hồi sáng dặn nó nói làm cho được 7 tấc ha này. Đừng có làm 5 tấc nữa. Làm rộng rộng gì nè nó người ta đi dễ. Dọn cái đường rộng rãi luôn à. Thôi mà thông chân nâng tích cả ba nữa nè tích nè. Ba. Về sẽ nộp đá. Tôi mua cái móc á, tôi tính cột dây cái mình thả móc từ bao xuống dưới á. Thì có móc tôi có mua rồi kìa. Đặng khỏi giác cho nó khỏe. Ừ, thả lận bao cho đó.
mình cột nhờ dây cáp cái mình máng cái rổ rẻ nó lên cái móc cái bao cát vô à, chứ giác mệt lắm. Muốn bệnh cho mình. Gửi nãy chú Hải không cho lên, thôi gán lên thấy. Quay lại cho mà mọi người xem. Nó lừng sừng chóng mặt. Tôi có mua cái rổ rẻ để mà thả vô nhờ dây cáp á. Cái rổ rẻ với cái có cái móc luôn. Mua cái lớn. Mua rổ rẻ 80.000. Chán cái đường này, cái người ta đi khỏe dò cả nhà ơi. Mấy cái đoạn này đất không à, giờ làm lại xi măng cái người ta đi khỏe dò lắm, không sợ chợt nữa. Bữa nay 6 người thợ làm, ngày mai chắc 7 ông quá. Ngày mai có con so lên chắc nữa, chắc 7 hả chú con? Năm đông cho khỏe, cho nó mau. Có lần nữa xuống cái đoạn dốc chỗ cái cua ở dưới chắc nữa làm nấc thang. Đoạn đó làm hơi lâu. Mưa hết rồi. Mưa nữa cả nhà ơi. Cỡ này trời mưa nên làm nó hơi lâu. Mưa hoài chắc làm lâu rồi lắm chú ha. Mưa quá trời mưa rồi. chỗ này ai để cái lư hương bằng chai? Chắc mấy người nào người ta biết á. Dạ người ta biết chỗ này có lư hương cho nên người ta để lại nè chú ha. Ở trong này mưa không sợ ướt luôn. Có mấy che ve ra ngoài đó như cái đuôi con rùa ấy. Mưa gió cả nào cũng không sợ tạt sợ ướt chứ. Trong cho nắng làm cho mau rồi mà mưa hoài.
mưa. Ý trời. Ý trời. Ông trời, mình muốn là cho nó mau. Dạ. Yeah. Thì bây giờ ông trời biết sao. Ý trời à. Ý trời. Nếu mà mình đốt ngang trái cũng lại à. Dạ. Bị tới ngày tới tháng ổn lại rồi. Vô tránh mưa đi mấy ông thợ ơi. Cho mau. Nè phải cho liền. Mưa tới. Vô tránh mưa đi, nghỉ chút đi. Có lấy vỏ xách cơm vô ăn cơm luôn đi. Vô ba mới cho ba vô nấu. Tránh mưa không mà mấy ông ăn cơm không quay. Thùng cơm với nồi thịt luôn nè. Tại đem lên đây cho đủ à. Ở dưới còn nồi nữa. Mua thịt với gạo nấu cho mấy ông ăn luôn. Giờ hết mưa rồi, cái tiếp tục ra làm nè cả nhà. Ôi. Nãy giờ chú mưa ở trong đó. Có bị cháy không? Bị trôi vậy ha. Bị nghi gan cái dốc nè. Nghe cái dốc cái nước nó chảy. Trời ơi. Mưa hư. Nước nó chảy. Mưa nãy giờ trôi xi măng hết luôn. Tại không có bao đậy. Ở dưới đó cũng còn xi măng. Nè cái này nè, cái này trôi hết rồi nè. Ôi, làm cực khổ quá trời chân. Tôi xi măng nữa. Tốn xi măng nữa. Giờ mua tí nó không? À tại giờ nó khoảng biết cho ứng tác và biết đồ lại. Mưa hết biết lâu luôn, mưa mà hơn 2 tiếng đồng hồ đó chú con. Yeah. Quá mưa luôn. Chỗ này nữa là sửa lại nấc thang không chú hai? Làm lại nấc thang. Này mình làm rồi đừng cho ông Khanh chở cát xuống này ha. Chỗ này làm nấc thang đi mới khỏe rồi. Giờ này không dám lội lên sợ trợt à. Mấy ông thợ đang trộn hồ làm tiếp tục đó cả nhà ơi. Nãy giờ mưa 2 tiếng mấy đồng hồ luôn. Giấc này làm tiếp tục.
12 giờ trưa rồi. Nước ở trên nó chảy xuống thành đường nước luôn. Gần một bao luôn. Một bao. Làm hao, hao hết bao xi măng. Trời mưa khó làm quá. Bởi vì trời nắng làm nó cũng hết một bao xi măng cũng dễ nữa. Trời nắng mình làm mình đi lên đi xuống nó cũng dễ nữa chú hai, tại vì hai bên nó không có ướt á. Còn này trời mưa hai bên ướt nhẹp xịn không mình đi khó đi luôn. Chà chà nó đạp cho nó mạnh rồi chà chà nó. Ngày mai cái ông Khanh chở xi măng xuống tới dưới này luôn được rồi. Rồi từ đó tới xuống dưới mất giác không à. Mua rõ rẻ tính làm dây cáp bây giờ làm không được rồi. Hết biết nữa rồi. Ừ hết một ba xi măng. Hết một bao xi măng. Ý trời. Ý trời đã định. Rồi mấy ông trộn mấy ông kéo xuống rồi đó. Ê, nó chảy dữ rồi. Tới luôn rồi. Chạy tới luôn. Cho chảy xuống mình chà luôn. Làm đỡ cho xe chạy, ngày mai cái bắt đầu làm tới dưới rồi đảo lại chỗ này làm nắp thang. Làm nắp thang lại cho người ta đi mới được. Chừng nào mình làm xong xuống tới dưới cái mình đảo lại chỗ này làm nắp thang lại hết chú hai. Thầy cũng hát nó về cũng mang cả tay mà ta quá tay nó tay nó về cũng mang cả tay mà ta nó coi coi rồi rồi mà tay ơ chả tay chứ rồi mà ta vừa lại bột thì mang cả tay vừa ơ đó tay vừa tóc tăng rồi lại đó nhưng mà mình chưa đặt vô mấy hôm nay nói không hiểu gì trơn. Băng cho nó chảy bự gì luôn đi. Cho nó chảy bự gì luôn đi.
Thôi vô nó chạy. Nó chạy. Rồi xuống tới dưới luôn cho chán ở dưới luôn. Chán ở dưới luôn. Phải đừng mưa là đi bình thường rồi. Khô gan rồi. Một tiếng đồng hồ là đi được. Mưa cái trôi trơn. Chỗ này khách là đi hết sợ trợt rồi đó. Này mình làm cái đường láng đừng cho xe chạy chở vật liệu xuống đó cả nhà. Rồi khi mình làm ở dưới sông hết trơn đảo lên đây làm nấc thang lại. Để mình làm nấc thang trước rồi xe chạy xuống không được. Ba lên tới mò nước bán em có không? Ba nước bán này, phun đúng rồi không? Rồi đúng rồi. Hôm nay là ngày mùng 8. Mùng 8 tháng 8 âm lịch. Năm 2020. Làm xong cái đoạn dốc này rồi cũng mừng. Đoạn dốc này quá đất không mà đi chợt lắm. Cái đoạn dốc này mà không có làm cái đường này mà trời mưa mà y gan cái đường cũ là không dám đi. Té chết luôn. Té chết luôn. Trời mưa mà đường. Dạ. Chừng nào mình làm xong ở dưới là đảo lên mình làm nấc thang lại. Dạ. Rồi mình làm nấc thang lại. Dạ. Cái này cũng như mình làm cái nền trước. Làm tới cái bãi đá này đầu chỗ cái bãi đá này khỏi làm đó cả nhà. Chỗ bãi đá này khỏi làm, mình đầu xuống đó làm. Qua cái bãi đá này rồi mình mới làm tiếp nữa. Có mấy cái chỗ này nữa thì mình đắp xi măng nấc thang chỗ cái bực đó. Đừng cho người ta dễ bước nè. Nhưng mà mấy chỗ này nó không có trợt tại vì đá nè. Này nguyên cái bãi đá. Nguyên bãi đá nó chỗ này lớn. Qua tuốt bên kia luôn nè. Còn ở chỗ này thì đất không à. Chỗ này mà không làm là không thể nào mà đi được chứ cả nhà. Đi là bị té liền, nó bị trợt liền. Nãy làm xong rồi mưa xuống 2 tiếng mấy đồng hồ trôi trơn luôn. Này nằm ngay gan cái dốc này ở trên nước nó đùa xuống nó mất trộn cái bao khác còn chán lại. Dễ chợt.
chỗ này chừa cái đường nước, còn cho nước nó rõ đi nè. Mưa ở đâu trong đá nó chảy ra nè chú Côn. Ở đâu ở trong đá nó chứ nó rịnh rịnh nước ra hoài luôn. Dạ, nó ở trong đó đó. Làm rồi cái đoạn này là thấy mừng rồi, với cái đoạn đoạn dưới á, cái dốc dưới mới giữ nữa. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like đăng ký ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Cũng Nguyễn Nam TV cũng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã ủng hộ giúp mình và dưới hai chú hai làm con đường đi trên núi cho khách hành hương. Thì xong con đường này bắt đầu là xây ngang, mình cất cái nhà mát luôn nha cả nhà. Mình cất cái nhà mát xong rồi mới xong, rồi mới hoàn thành hết, mới mừng cái mừng. Rồi mình nếu mà còn dư tiền mình sẽ làm buổi tiệc ăn đãi cho mấy ông thợ, rồi ăn mừng ở trên dưới, mời ông sải sư cả lên đây nè, rồi ổng tụng kinh cũng làm phước luôn, là ở trên núi này luôn, là ngay gian chỗ cái nhà mát mình cất đó. Xong con đường rồi cất cái nhà mát, rồi nếu mà còn dư tiền thì đãi cho mấy ông thợ, bồi dưỡng cho mấy ông thợ buổi tiệc, với mời ông sải lên làm phước ở trên đường này, với cho ông ít tiền thằng cúng kiến á. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước rất là nhiều luôn nha.